sâu dưới làng rồi da hung ác vào tàn lên rừng tìm trầm xuống biển mò trai đôi lòng ăn lá cây khô uống nước xin lấy da gầy bọc xương khi yêu người như có rời sống tựa lòng ta ngổn ngang trăm mối vì thiên hạ thế cùng phần tranh ngủ như hà tướng quân. Tại sao thuyền chúng ta lại không tiến lên được? Dạ bẩm chúa công, Bạch Đằng Giang sau những mùa trăng sẽ đột ngột rút nhanh ra cửa biển, ghe thuyền của ngư dân mắc cạn, cho nên không thể ra thuyền sau mỗi đợt trăng lên. À, sau khi mỗi đợt trăng lên, nước rút, thuyền ngư dân sẽ không thể nào ra khơi được cả. Trăng lên, nước rút. Hiểu rồi, đại kế sắp rồi. Trời đã không phụ lòng người, ông đợi. Nước Nam ta phải tự chủ bởi dân Nam. Ngô Quyền ta xin thuận ý lòng trời. Vui hay giặc, Bạch Đằng Giang dậy sóng. Nước rút, ngư dân không thể ra được. Phu quân kìa, phu nhân, phu nhân đêm tà canh tận, sao phu nhân vẫn chưa an giấc? Nhìn phu tướng ngài lo trăm việc, đêm canh thâu thao thức giả bồn chồn. Phận nhi nữ liệu yếu tư đào, phu lòng trong tiếng lòng. Phu nhân, mãi bận tâm gì việc lớn, tôi cho phu nhân phải gối chiếc chăn đơn. Khiến cho nước qua phải ủ dột phái hồng, xin nàng hãy hiểu cho lòng, ta cũng chỉ vì dân vì nước. Giáp để thường tình nhi nữ làm bận lòng lúc nào. Phu nhân, chỉ còn đôi chân trần chiến sẽ khơi màn, nàng hãy để cho ta được bên nàng cái trò câu phu phụ. Trái tâm mà càng mơ lớn mơ ngàn ôm bướm lang thang vào tay phải hi ngàn cho tôi lương
cùng chàng như hình với bóng, cùng chia sẻ cho nhau từng năm tháng vui buồn. Chàng gì nói sống tiếp chẳng đâu để về tình nhà, xin thay mặt cho muôn dân cảm tạ vì sự thanh bình có trong họ mãi sau. Phu nhân ơi, cẩn thiên ngày mai dù sinh tử lẽ nào thì chúng ta cũng quyết nêu cao lòng trung nghĩa. Còn dặn nước người nấu đúng mộng nhiệt quyết, đánh đuổi không lắm giặt lại nước con nhà. Phu quân, trong đà điểm canh hai, vậy là trận chiến của chúng ta sắp sửa diễn ra rồi. Giờ nghi can thương phu nhân, nàng đã vì ta mà không ai nhận chung khi đó sống cùng nhật quý cho sắc này và vàng keo sơn đôi lời tôi nguyện tất lòng. Dạy của người, lần cuối cùng ta lường sức gió và thủy triều lên xuống một tuần nhạc. Sao? Thủy triều lên xuống một tuần trăng. Dạ phải. Hay lắm, đây là trận chiến sanh tử. Vì vậy, chỉ cần một sơ suất nhỏ, chiến bại đã đành. Mà thương vong thì rất đổi thề lương. Nên với ta, không thể khó khăn cho trời. Được dẫn binh phá pháo cười màu, dù hoàng quý đi
Bye.